Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn cuối tuần ngày 29 tháng 9 của kênh VTC 14. Mở đầu bản tin là phần toàn cảnh giao thông với một số tin giao thông nổi bật diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, một trong những thông tin nổi bật của ngành giao thông vận tải đó là hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm được khởi công xây dựng như quốc lộ 1 các đoạn còn lại qua Quảng Bình, Quảng Ngãi, nút giao thông ngã ba Huế tại Đà Nẵng hay việc đi vào hoạt động của tuyến đường Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, Vành Đai đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình này hứa hẹn sẽ đem lại những diện mạo mới cho giao thông đất nước cũng như góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 9, dự án mở rộng quốc lộ 1 những đoạn còn lại của tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức được khởi công với tổng chiều dài là 59,3 km, được xây dựng với tổng mức đầu tư 2.740 tỷ đồng. Đường được làm theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, rộng 20,5 m, gồm 4 và 6 làn xe tùy từng đoạn, tốc độ thiết kế 80 km/h. Một số vị trí do điều kiện địa hình khó khăn thì tốc độ thiết kế là 60 km/h. Cùng ngày, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Bình cũng được chính thức triển khai. Sáng ngày 28 tháng 9 tại Đà Nẵng, nút giao thông ngã ba Huế, nút giao lớn nhất của cả nước cũng chính thức được khởi công. Đây là nút giao lập thể hình xuyến, hoàn chỉnh kết hợp cầu vượt gồm 3 tầng. Việc xây dựng nút giao thông này nhằm giải tỏa nạn ùn tắc và tai nạn giao thông vốn xảy ra khá lớn trước cửa ngõ thành phố Đà Nẵng. Công trình có tổng mức đầu tư là hơn 1.797 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2015. Sau một tháng lỡ hẹn, cũng trong sáng ngày 28 tháng 9, người dân thành phố Hồ Chí Minh vô cùng vui mừng khi giai đoạn 1 của tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi, vành đai ngoài là đoạn từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến cầu Bình Triệu đã chính thức được thông xe. Tuyến đường rộng 60m gồm 12 làn xe, dài 5km này được đánh giá là tuyến đường nội đô đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi vào sử dụng, sẽ không chỉ mở thêm một tuyến đường quan trọng đến sân bay Tân Sơn Nhất mà còn giải quyết được nhu cầu đi lại của người dân khu vực các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức. Dự kiến, toàn bộ tuyến đường sẽ hoàn thành trong năm 2014. Trong 2 năm qua, hàng trăm tỷ đồng Hà Nội đã được đầu tư cho thí điểm việc phân làn giao thông nhằm tăng khả năng thông xe và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Tuy nhiên, đầu tư mạnh tay như vậy nhưng xem ra hiệu quả của nó lại không được tương xứng. Phố Huế 2 năm sau thí điểm phân làn đường, tại làn ô tô, xe máy vẫn ngang nhiên đi vào và ngược lại. Không chỉ thế, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng mới đây của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nhiều người dân đã cho rằng hiệu quả của giải phân cách không cao, nhiều vụ tai nạn liên quan đến giải phân cách đã xảy ra. Cái con lươn, con trạch kia phải bỏ đi, chứ còn đoạn có đoạn không rồi. Mà nhiều người đi, người ta cũng vô ý lắm, không để ý. Va vào cái là xảy tai nạn thôi. Đương nhiên là nó có khá hơn, chứ còn về tổng thể thì cũng chưa giải quyết được vấn đề. Chưa giải quyết vấn đề thì vấn đề giao thông. Kỳ vọng của thành phố Hà Nội khi thực hiện phân tách dòng phương tiện là nhằm nâng cao ý thức của người dân đi đúng làn đường, giảm thiểu xung đột giao thông, tăng khả năng lưu thông. Tuy nhiên dường như mục tiêu này vẫn không khả thi, đặc biệt trong giờ cao điểm. Trước những bức xúc của cử tri Hà Nội về giải phân cách cứng, phân làn đường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá tình hình, xem xét nếu giải phân cách cứng không phù hợp thì dỡ bỏ. Sau đợt thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án khu vực phía Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa nêu đích danh nhà thầu yếu kém và lưu ý các chủ đầu tư thận trọng khi xem xét đánh giá năng lực của các công ty này. Trước đó, một giám đốc dự án cũng bị cách chức vì có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Những bất cập liên quan đến chất lượng công trình giao thông đang dần được siết chặt và chỉnh đốn. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cấm Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 tham gia đấu thầu các dự án trong ngành giao thông vận tải trong vòng 2 năm. Lý do là công ty này đã có nhiều vi phạm trong quá trình thi công, nghiệm thu, thanh toán, thực hiện hợp đồng không đúng quy định, năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực yếu kém, thi công chậm tiến độ, báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu không trung thực. Bộ Giao thông Vận tải cũng lưu ý các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thận trọng khi xem xét đánh giá năng lực của các công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Công trình 623 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội số 44 khi tham gia đấu thầu các dự án trong ngành giao thông vận tải. Đáng chú ý, trong số các nhà thầu bị nêu tên ở trên có Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long, hiện đang là nhà thầu thi công nhiều dự án giao thông lớn như Nhật Tân, Nội Bài, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, cao tốc cầu rẽ Ninh Bình.
Trước đó, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đình chỉ chức vụ Giám đốc điều hành dự án đối với ông Nguyễn Minh Hải do có những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án quốc lộ 14. Một số nhà thầu và tư vấn cũng bị phê bình và yêu cầu thay hàng loạt cán bộ. Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt và triển khai quy hoạch về bến xe, bến tạm nghỉ, giao thông tĩnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành giao thông. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát các điểm nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, các điểm đen có nguy cơ gây tai nạn giao thông để có giải pháp tổ chức giao thông và xử lý phù hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, biển hướng dẫn giao thông, sơn kẻ vạch hướng dẫn giao thông, lắp đặt bổ sung các nút đèn tín hiệu giao thông. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tập trung quản lý các hoạt động vận tải hành khách, triệt để xóa bỏ bến cóc, xe dù, taxi dù tại hai thành phố, nghiên cứu áp dụng nút giao thông lập thể tại các điểm cần thiết. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng cầu yếu trên các tuyến quốc lộ tại các tỉnh, thành phố đã được Bộ Giao thông Vận tải lập quy hoạch sửa chữa, cải tạo từ năm 2003. Vậy nhưng sau 10 năm, vẫn còn tới hơn 700 cầu yếu nằm rải rác trên quốc lộ, cần được cải tạo và thay thế. Điều đó cho thấy số lượng cầu yếu ngày càng gia tăng và vì thế nguy cơ gây sập cầu, tai nạn giao thông nghiêm trọng là luôn hiển hiện khắp nơi. Vậy đâu là nguyên nhân cho những nghịch lý này? 3 năm qua, chỉ có 45 cầu yếu được đề nghị đầu tư cải tạo. Trong số đó, 738 cầu yếu là con số mới được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố. Nghịch lý này khiến nhiều cây cầu yếu đang đối mặt với nguy cơ bị sập. Cầu Mai Lĩnh nằm trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn huyện Trường Mỹ, thành phố Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mặt cầu vá víu bằng các tấm thép. Dầm cầu nứt toác như thế này đã hàng chục năm qua. Người dân phản ánh, 3 năm trở lại đây, cầu Mai Lĩnh ít nhất đã qua 4 lần sửa chữa, cải tạo, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy. Đương nhiên là nó không đảm bảo an toàn rồi, nhưng mà chắc là trong đơn vị họ đang có chương trình sửa chữa thì họ đã để tạm như này thôi. Sửa chỉ đi được vài hôm mà nó lại có chỗ khác lại bung lên, nhưng sửa nó cũng không được ấy cho lắm. Cầu Phú Lỗ trên quốc lộ 3, địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thực trạng của cầu này lẽ ra phải sửa chữa từ nhiều năm trước, nhưng phương án cải tạo, nâng cấp mới chỉ được phê duyệt cách đây ít tháng. Nên hệ lụy là phương án khả thi nhất hiện nay là bắt buộc phá bỏ toàn bộ mặt cầu, thậm chí cả dầm cầu và lan can. Thì nếu bình thường thì chỉ mất khoảng 20 phút hoặc 30 phút, hôm nào tắc lâu thì mất khoảng hơn tiếng đồng hồ. Nói chung là bức xúc đến giờ mới sửa chữa, đâm trong cái thời điểm như này là cũng ách tắc giao thông nhiều quá. Các chuyên gia của JICA Nhật Bản nhận định tình trạng cầu yếu trên quốc lộ tại Việt Nam hiện đang ở mức rất báo động và là một hiểm họa về tai nạn giao thông. JICA cho rằng nhiều cây cầu đưa vào khai thác từ 20 đến 30 năm hiện đã không còn phù hợp với thực trạng giao thông, nhất là trong bối cảnh xe quá khổ, quá tải ngày càng gia tăng. Xe vượt tải trọng thì là chuyện rất là phổ biến. Thế thì đó là một cái nguy cơ, phải nói là rất là nguy hiểm đối với cầu. Vì cầu đã yếu rồi thì phải đánh giá lại tải trọng, có lẽ còn vượt nữa cái tải trọng ấy thì cái nguy cơ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cầu yếu ngày càng hư hỏng, xuống cấp chủ yếu là do việc khảo sát, đánh giá thực trạng mặt cầu không kịp thời và sự phân bố kinh phí sửa chữa còn bất hợp lý. Có những cái công trình đáng lẽ ra là cần phải có những kế hoạch sửa chữa sớm thì chúng ta chưa có điều kiện về vốn, dẫn đến là chúng ta lại phải để nó có những cái thời gian nó kéo dài ra, dẫn đến là những cái hư hỏng của nó ngày càng phát triển thêm, dẫn đến là cái lúc mà chúng ta phải sửa chữa thì chúng ta lại phải cái trả giá cho cái chuyện như vậy. Xây nhà mới thì dễ hơn là sửa nhà, cái cầu cũng thế, sửa cầu thì khó hơn là xây cầu mới. Thế thì đòi hỏi phải có cái biện pháp kỹ thuật rất tốt và phải thi công một cách rất là nghiêm ngặt,
và phải giám sát rất là nghiêm ngặt. Nếu mà không đảm bảo cái thì chất lượng nó sẽ không đảm bảo. Không thể loại trừ, không có tính tiêu cực ở đây, không ai dám khẳng định điều đó. Nhưng cũng có thể là do thiếu hiểu biết. Sửa chữa và thay thế các cây cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, trước sau, ngành giao thông vận tải cũng phải thực hiện một cách triệt để. Bởi ngoài giảm thiểu nguy cơ sập cầu, còn ngăn ngừa tình trạng ùn tắc và tai nạn nghiêm trọng. Bài toán này chắc chắn Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2. Đó là chưa đề cập đến chuyện kinh phí quá lớn giải quyết vấn đề này cũng rất khó khăn. Nhưng trước mắt, với tồn tại trong khai thác cầu yếu như hiện tại, thì dường như mục tiêu xóa cầu yếu trên quốc lộ có thể tạo thêm khó khăn. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tình huống giao thông của tuần này. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, liên tục có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra do va chạm giữa tàu hỏa và các phương tiện khác tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt không có gác chắn. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nguyên nhân cơ bản dẫn tới hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường sắt là do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện khi đi qua đường ngang. Tình huống giao thông tuần này đưa ra giải pháp làm thế nào để tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Theo số liệu từ Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt Việt Nam, có tới 97,5% số vụ tai nạn giao thông đường sắt là do các nguyên nhân khách quan. Trong số đó thì 72,9% số vụ tai nạn tập trung chủ yếu tại các đường ngang. Không chú ý quan sát biển báo, tín hiệu tại đường ngang, tín hiệu của nhân viên gác chắn, không làm chủ được tốc độ hoặc cố tình vượt qua đường ngang có tín hiệu cảnh báo hoặc không chú ý quan sát tàu hỏa trước khi vượt qua đường ngang là những điển hình dẫn tới các tai nạn đáng tiếc. Tại các cái điểm đường ngang giao cắt với đường sắt thì chưa có các cái cảnh giới thì đây là một cái nơi mà cũng tiềm ẩn những cái tai nạn giao thông. Thì cũng còn rất là nhiều các cái đường ngang giao cắt đường sắt mà chưa có các cái đường cảnh giới. Để tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, cánh lái xe luôn phải nhớ, trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Và chỉ đi khi đèn tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. Tại những cái tuyến đường mà chưa có các cái rào chắn, có cái cảnh giới, thì chúng ta phải lưu ý quan sát khi đến các cái khu vực giao cắt, gần khu vực giao cắt là chúng ta phải có một cái quan sát để xem cái từ cảnh giới từ xa để phòng ngừa cái bất thình lình những cái phương tiện mà tàu hỏa có thể đi qua đúng vào cái lúc mà chúng ta đi qua khu vực đấy. Tuy nhiên, trong trường hợp phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi an toàn đường sắt, thì người điều khiển phương tiện phải bằng mọi cách nhanh nhất đặt báo hiệu trên đường sắt cách tối thiểu 500m về hai phía để báo cho người điều khiển phương tiện đường sắt và tìm cách báo cho người quản lý đường sắt, nhà ga nơi gần nhất. Những người có mặt tại nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm giúp đỡ đưa người và phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt. Bản tin giao thông an toàn cuối tuần ngày 29 tháng 9 của kênh VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.